Hello, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game là Lumen Đại Hiệp nha anh em. Thì con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha. Một con game 2D nha anh em. Chơi theo lượt ha. Tướng nha, thẻ tướng nha anh em. Thì mình sẽ free cho mấy anh em cái con này là Tool Full nha. Thì anh em nào chơi á, thì gửi cái ID cho mình nha. Thì cái ID mấy anh em lấy ở đây nha anh em. Đấy, trong cái avatar nhân vật của mấy anh em ha. Là cái ID là của mình là 29 ha. Anh em lấy cái ID này gửi cho mình nha. Thì trước khi mấy anh em gửi ID á, thì mấy anh em phải làm nhiệm vụ nha. Làm nhiệm vụ like share nha anh em. Thì mấy anh em làm giống như con mấy cái con trước nha anh em. Mấy anh em like share kênh YouTube nha. Đăng ký kênh nha. Like share subscribe nha anh em. Thì mấy anh em chụp hình gửi về bay nha. À không, gửi về group Zalo nha anh em. Group Zalo mình để trong phần mô tả nha. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước anh em gửi về nha, kèm theo cái ID nha. Thì mình sẽ kích hoạt cho mấy anh em là cái Tool Full nha. Đấy. Anh em thấy. Anh em sẽ tool được tất cả các tướng luôn nha anh em. Đó rất là ngon luôn. Một con game đã được chìa khóa hoàn toàn luôn, game 2D nha anh em. Để anh em có thể quẩy tạp bô nha. Rồi anh em nhớ nha, anh em làm nhiệm vụ nha anh em. Thì con này chính thức open luôn nha anh em, anh em có thể vào chơi nha. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi một lần nữa mình nhắc anh em là anh em nhớ làm nhiệm vụ nha anh em. Anh em chỉ cần like, share kênh YouTube và đăng ký kênh nha. Thì anh em gửi kèm cái ID thì mình sẽ kích hoạt cho mấy anh em. Để mấy anh em tuôn full nha anh em. Đấy, tuôn full con này luôn. Chơi tạc bô luôn. Rất là ngon nha anh em. Đấy, con này đã được chìa khóa từ ngôn ngữ lẫn âm thanh nha anh em. Anh em có thể chơi nha. Rất là ngon nha anh em. Rồi, chúc anh em chơi game vui nha. Minh chủ Võ Lâm chắc chắn là ta. Khi nào ta mới trở thành anh hùng? We'll be right back.
âm thầm hạ người. Đạo phái đặc biệt lưu ý. Keep your composure, be your control.